Thì iPhone cũ nó luôn, luôn luôn tồn tại máy zin và máy không zin. Tại vì sao? Tại vì cái lượng máy về nó sẽ có những cái máy bị lỗi mà đã lỗi thì sẽ phải sửa chữa thay thế. Mà khi sửa chữa thay thế thì nó sẽ sinh ra những cái máy không zin. Vì những cây máy zin là những cây máy là được Apple sản xuất tất cả mọi linh kiện đều là chính hãng lắp ráp theo tiêu chuẩn của Apple cho nên nó đạt chất lượng Apple đề ra. Còn những cái máy hàng không zin là được thợ sửa chữa thay thế cho nên nó không đạt cái chất lượng Apple đề ra cái đấy là người ta không kiểm định được thế nên là nó sẽ sinh ra những cái máy hàng không zin mà đã là hàng không zin ấy, thì chất lượng của nó sẽ khác với lại hàng zin đấy là điều chắc chắn nhá thì ở đây đấy có rất nhiều những cái video chia sẻ cho các bạn ở trên mạng cách nhìn và nhận biết một cái máy hàng zin như thế nào một cái máy hàng không zin như thế nào đó các bạn có thể xem ở trên mạng các bạn tham khảo nhưng ở trên thị trường sẽ có những cửa hàng người ta bán chỉ bán những cái máy hàng zin có những cửa hàng người ta bán người ta chỉ bán những cái máy hàng không zin có những cửa hàng người ta bán cả những cái máy hàng zin cả những cái máy hàng không zin Quan trọng nhất là cái cửa hàng bán người ta có nói thật về cái sản phẩm đấy hay không thôi Các bạn hình dung không? Có nghĩa là nếu cái máy hàng ZIN người ta nói nó là máy ZIN Cái máy hàng không ZIN người ta nói nó là hàng không ZIN Mà người ta bán là hàng không ZIN Người ta nói rõ đấy là đây là không hàng không ZIN Giá dành của nó rẻ Thì các bạn có đồng cái lựa chọn tốt Và đảm bảo đấy là nó phù hợp với cái túi tiền của các bạn Thì điều đấy là hoàn toàn bình thường Chẳng có gì đáng lên án cả Máy ZIN hay máy không ZIN đều giống nhau. Quan trọng nhất đấy là cái người bán người ta có nói thật về cái sản phẩm đấy hay không thôi. Còn ở đây khi các bạn đi chọn mua máy thì các bạn có kiến thức, các bạn sẽ biết được cái máy đấy nó có phù hợp với cái số tiền các bạn bỏ ra hay không. Còn quên đi cái vấn đề mà các bạn muốn mua một con máy zin hay không zin, tại vì máy zin thì dùng nó sẽ bền hơn một con máy không zin thì điều đấy là chắc chắn. Nhưng các bạn phải nhớ lưu ý một điều đấy là khi đi chọn mua máy các bạn phải quan tâm đến cái chế độ bảo hành và hậu mãi bảo hành là gì có nghĩa là trong khoảng thời gian bảo hành cây máy đến lỗi người ta khắc phục cho các bạn như thế nào còn hậu mãi là gì hậu mãi có nghĩa là hết cái thời gian bảo hành sau này cái cây máy đấy của các bạn ấy người ta sẽ hỗ trợ các bạn như thế nào nếu cây máy đến lỗi này nếu các bạn muốn nên đời đổi một cây máy khác này nếu các bạn muốn bán lại thì đấy gọi là hậu mãi thì quan trọng nhất đấy là bảo hành và hậu mãi bảo hành là thứ nhất hậu mãi là thứ hai bảo hành là gì có những cửa hàng người ta sửa chữa có những cửa hàng người ta đổi mới Có những cửa hàng như bọn mình này Bọn mình hoàn trả lại 100 trăm tiền Nhưng riêng cái phần bảo hành thì mình lưu ý với các bạn một điều đấy Bảo hành sửa chữa Nếu bạn không có kiến thức Để nhận biết một cây máy hàng zin hay không zin nhá Mình nói đây nếu bạn không có kiến thức Thì khi các bạn mua một con máy Chẳng may người bán Người ta bán cho các bạn một cây máy hàng không zin Nhưng trong quá trình bảo hành Nó xảy ra lỗi Bạn mang cây máy đấy quay lại để bảo hành Thì người ta sửa chữa trên chính cây máy đấy mà sau khi sửa chữa trên cái máy đấy Thì mặc định cái máy đấy nó biến thành một cái máy không zin Mà trong khi trước đây các bạn mua là mua một cái máy zin Thế nên là khi các bạn mang quay lại là người ta ký luôn lên trên cái cây máy không zin ngày xưa bán cho các bạn đấy là cây máy này không còn gì nữa thì sau này các bạn chẳng thể nào chối cãi được thế nên mình khuyên thật đấy là nên cân nhắc cái vấn đề đấy là bảo hành sửa chữa nếu bạn không biết về sản phẩm đấy thì cái bảo hành sửa chữa là nó hơi nguy hiểm cho nên mình khuyên các bạn nên cân nhắc ở cái vấn đề đấy còn về cái phần hậu mãi đấy hậu mãi là sau quá trình bảo hành Người ta hỗ trợ các bạn khi lên đời người ta nhập lại cái máy đấy bao nhiêu tiền. Khi các bạn muốn bán thì người ta mua lại cái máy đấy bao nhiêu tiền. Đấy là cái vấn đề hậu mãi. Thì hậu mãi có cửa hàng người ta trừ 10, có cửa hàng người ta trừ 15%, có cửa hàng người ta chỉ trừ 500, có cửa hàng người ta chỉ trừ 1 triệu. Thì đấy là cái vấn đề hậu mãi. Hậu mãi thì nó sẽ theo cây máy của các bạn lâu dài nếu các bạn có nhu cầu muốn lên đời. Các bạn có nhu cầu muốn đổi lên cái dòng máy cao hơn. Tại vì như các bạn đều đã biết ấy, có ai dùng được một con máy 10 năm đâu dùng 3 năm 4 năm là có khi chán lắm rồi có người nên dùng 2 năm là đã muốn hết đời thế nên các bạn phải để ý vào cái phần hậu mãi nữa nhá hậu mãi là cái đáng tiền chứ không phải là không đáng tiền chỉ nhìn duy nhất vào mỗi cái bảo hành bảo đấy là mua con máy như này người ta bảo hành như này dùng hết bảo hành xong rồi vứt con máy đi vứt đi là vứt đi cả một núi tiền đấy thế nên là mình khuyên thật để ý, để ý cả vào phần hậu mãi để ý cả vào phần bảo hành và để ý cốt lõi cho mình là vào phần sản phẩm nhá Thế nên là phải chuẩn bị kiến thức để khi đi chọn một cái máy cũ Chọn được đúng một con máy theo tiêu chuẩn của mình đề ra và phù hợp với đúng cái số tiền mình bỏ ra Cái chuyện bỏ tiền ra để mua một con máy dựng mà nhặt về được một con máy zin là hoàn toàn không có Nhưng cái chuyện bỏ tiền ra mua một con máy zin nhặt về một con máy dựng là hoàn toàn có Và có rất là nhiều Thế nên là việc chuẩn bị kiến thức là thứ rất quan trọng. Thế nên là kiến thức là thứ quan trọng nhất ở trên thế giới. Còn niềm tin là thứ xa xỉ nhất ở trên thế giới. Cho nên đừng sử dụng niềm tin một cách bừa bãi. Và nên trau dồi kiến thức thường xuyên. Thế nha.